Sáng ngày 6 tháng 9, Ban Quản lý Khu Cách ly Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các ngành chức năng trao quyết định cho 26 trường hợp F1, trong đó có 3 trẻ em liên quan đến chùm ca bệnh COVID-19 tại công ty sợi Đà Lạt hoàn thành cách ly tập trung. Trải qua 21 ngày cách ly tập trung, tất cả đều đảm bảo sức khỏe ổn định và có kết quả âm tính với COVID-19. Tại buổi trao quyết định, Ban Quản lý Khu Cách Ly đã trao 3 triệu đồng cho 3 trẻ em. Đây là chế độ hỗ trợ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Trước đó đã có 50 trường hợp F1 liên quan chùm ca bệnh tại công ty sợi Đà Lạt cũng được nhận quyết định hoàn thành cách ly tập trung tại đây hiện khu cách ly tập trung tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh đang còn 19 F1 là các trường hợp đi từ vùng dịch về địa phương Lâm Đồng.